Em Hoàng Tưởng xin chào cả nhà nhé. Hôm nay em sẽ hướng dẫn cả nhà mình phun vải thiều muộn, phun sâu cuống đợt thứ hai. Thì em cũng giới thiệu qua thuốc. Hôm nay em sẽ đổi thuốc nhé, để thuốc sâu 400 lít. Này hiệu của nó là giết tóc cá mập nhá, tóc trừ sâu đấy. Đợt đầu phun ấy mình dùng bê thái, đợt này mình chuyển sang thuốc này. Đợt mấy đợt đấy mình cũng dùng thuốc ấy phun thanh hà, thì đợt này mình chuyển sang cái này. Dùng cái này hay là bê thái cũng được, chất tông cũng được. Đấy, cái này được 400 lít nhá, nó cũng như bê thái 400 lít, cái này 400 lít. Đấy thì cái này làm được 2 phi, đoạn này 2 phi. Đấy, một lọ này thì em dùng 2 phi này, thì cộng thêm cái này 2 gói, mỗi gói 100 lít. Phi này thì được 2 gói này để thuốc sâu. Đấy. Còn như vải muộn ấy thì những đợt này nó lên cái rỉ sắt, mắt cua nó lên, có nhiều vườn bị cả gió đập nữa, nên là tốt nhất là mình vẫn đánh tiếp tục là đánh tốp lu nhá. Nó không như thanh hà. Thanh hà nó phun nó dễ hơn. Còn đợt này tốt nhất là vẫn đánh tốp lu đi, để cho nó sạch cái rỉ sắt kia với lại mắt cua, rỉ sắt đấy với lại cái gió đập đi, để cho nó khỏi hẳn đi. Khi nào nó vào cùi xong ấy thì quả nó cứng cáp này, nó đủ độ ổn ấy, thì mình hăng chuyển thuốc nhá. Cái vải muộn này nó làm khó hơn thanh hà rất nhiều. Đấy, nó làm khó hơn về cái chỗ đấy. Thanh hà nó rỉ sắt nó ít, nó không nhiều như cái loại vải muộn. Đấy, vải muộn là bệnh rất nhiều cả nhà nhá. Đấy nên là mình dùng thuốc nó rất tốn. Nhưng mà bán thì nó giá cả nó không được cao mấy. Lẽ ra là những cái vải chăm khó thì giá nó phải cao, giá thành nó phải cao hơn những cái loại vải khác thì mới phải. Riêng vải muộn ăn loại vải ngọt thì ăn rất ngọt, rất ngon, rất ngọt. Độ đường rất cao nhưng mà nó bán giá chung chung, nó không được cao lắm. Đấy thì em một thùng này, em như sáng nay em phun ấy, em vẫn dùng hai lọ này. Đấy, cứ đánh mạnh vào cho nó sạch, cho nó an toàn. Khi nào nó sạch thì mình chuyển thuốc. Đấy, với lại cái thuốc bệnh này, cái này thì em làm vẫn làm 600 lít nha cả nhà nhá. 600 lít một gói này, 600 lít. Đây, thì đầu tiên ấy thì cũng như hướng dẫn mọi lần ấy, thì các bác thả thuốc sâu, xong là đào đều, khuấy đều, xong là thả hai gói này, đào đều, xong thả hai lọ này, xong là đào đều, xong là thả này. Đấy, cái này mình cứ chia làm 600 lít vậy thôi. Đấy, theo liệu trình là hôm nay thì em đổi cái thuốc này. Đợt trước là em chơi bê thái, còn đợt này là em dùng cái này giết tóc này nha cả nhà nha. Đấy, chắc là hiệu quả nó vẫn tương đương như nhau thôi, nhưng mà các bác dùng ấy, Vitazan hay là Pazan ấy, nó chuẩn của thằng phun sâu cuống ấy, nó thuộc hệ Pazan của Nhật Bản. Thành phần của nó là gọi là như vậy, chứ còn phun các bác cảm thấy như sáng nay em phun ấy, nó gió, nó tạt, gió tạt mặt, các bác cứ thấy rát là phải, rát là chuẩn nhá. Nếu mà phun sâu cuống mà nó tạt mặt mà không rát ấy, thuốc đấy nó chắc công hiệu của nó kém hơn đấy. Đấy, phun nó phải rát mặt cơ. Đây, vải muộn nhá cả nhà nhá.
nó cũng lớn rất nhanh ấy. Nó cũng ngang ngửa Thanh Hà đi, nó cũng không phải là kém đâu, nhưng mà chẳng qua là Thanh Hà nó được cái da của nó sần sùi, nó nhìn nó to to khủng. Cái loại này, vải ngọt này nó cái độ quả của nó mịn hơn, quả nó cái vỏ nó mỏng mịn hơn, nó không, cái vỏ nó không dày như vỏ của Thanh Hà nha cả nhà nhá. Đấy, đây là vải muộn nhá, thì em hướng dẫn cả nhà là đấy, phun đợt sâu cuống thứ hai cho vải muộn đấy. Đợt trước em quay cái cành 1, 2, 3, 7, trước cành này là 9 nhá, giờ nó còn được 7 thôi. Đấy, nếu mà cành này nó đến lúc bẻ chắc nó chỉ được 5 hay 6. Đấy, quả này nguy cơ nó sẽ rụng bé hơn. Nhìn quả tương đối là sạch cả nhà nha, nó tầm này nó chưa sạch những cái loại rỉ sắt với rỉ sắt mắt cua ấy, nó chưa sạch hẳn được đâu, nó cũng tương đối thôi chứ còn nó chưa sạch hẳn được. Khi nào quả nó cứ tròn đi các bác nhìn thấy sạch đấy. Đây, trước em khoanh chết đây, trồng Thanh Hà lớn này. Đấy, đấy, khoanh chết nha cả nhà nha, lọc ba ăn ấy, khoanh chết nha, đùa đâu. À, quả đây, đây quả đây mới là sâu cắn đây này cả nhà nhá. Ba hôm nọ nó quay lên đấy, vải bị bệnh trĩ đấy, quả này quả sâu cắn nha. Đấy, sâu nó ngậm vào đây lúc còn bé thì tầm này nó thế này này, loại này mới chuẩn sâu, sâu nó cắn nhá. Đấy, sâu cắn vải đấy, mấy bác vẫn còn nôm na là vải, cái loại vải nất đấy, sâu cắn xong là nó bị nất. Đấy, quả này nó cắn như thế này nó có bị nứt đâu, nó lại liền đây đây, có nứt đâu. Đấy, cái loại nứt đấy là nó hạt nó phát triển nhanh thì nó nứt thôi, sau cơn mưa nó nứt thôi. Còn cái loại vải đây sâu cắn nó phải thế này này, chuẩn thế này này, sâu cắn đấy, chứ còn sâu cắn nó ít ít và nứt. Trong 8 năm này xài kém, nó không như mọi năm, trong tán xài nhiều, mọi năm xài rất nhiều. Đấy, cái rỉ sắt này kinh không? À, đây không phải, đây là cái vết này là em hôm nọ em phát vườn này này, phát cho cái đá bay vào là nó ra rỉ luôn đấy, thấy chưa cả nhà. Đây cái hột đá đây này, vết sẹo này đấy. Nếu mà tầm này cái quả non ấy, cái quả non này này, tầm này mà các bác thì cần lấy cái gì chọc mạnh vào là nó chảy nhựa ra kiểu này này, nó chảy ra thế này luôn. Bác cứ thử lấy cái cây cái gì sập mạnh vào đây, đem sập mạnh vào cái quả này này, ngày mai là nó chảy nhựa ra đấy, chảy nhựa đen ra luôn đấy. Như quả này này, mắt cua này. Đấy, đấy nhựa dính tay này, thấy chưa. Đây là sáng nay em mới phun nhá. Đấy, đấy nhựa dính tay này. Cái này là phun các bác, đợt này là em vẫn phun tốp tốp lu nhá, để ép nó, ép cái này nó khi nào quả chín nó phải hết. Nếu mà bác nào vườn nào, bác nào mà phun lúc cái quả chín mà cái loại này không hết đấy thì nó sẽ nứt vào chỗ này, nó sẽ nứt vào chỗ này nhá. Tầm này là mình phun được ấy thì là nó sau này nó cái này mờ đi ấy, nó sẽ không nứt nữa. Đấy, đấy là mắt cua thôi, nguy hiểm đấy cả nhà nhá, không phải là đùa đâu. Cái này là nó dính ra tay mà, đấy dính ra tay mà. Đấy, tầm này vườn nào ấy có lại mắt cua này ra này này, các bác phun được khỏi này là ok. Đấy, là lúc chín đấy thì nó không có nữa. Tầm chín lúc bắt đầu quả nó đỏ mép rồi, bắt đầu vườn bác nào nó mới ra cái này ấy thì là lúc đấy là
nguy cơ vỡ rất là nhiều. Còn tầm quả nó đang vào cùi, trơ vào cùi hẳn đấy, mà mình phun được cái này đã chảy ra rồi thì là ok nhá cả nhà nhá. Đấy, theo em là như thế. Còn các bác cứ xem thử xem. Các bác cứ đi thăm vườn đi. Các bác đi thăm vườn xong là xem nó có quả nào mà nó đấy, nó rỉ sắt kinh không, nó làm cái quả không lớn được, không phát triển được ấy. Cái rỉ sắt với lại mắt cua này cũng rất ghê cả nhà nhá. Nó đã bị quả nào bị nặng ấy, cái quả nào rỉ sắt nặng ấy, quả đấy không lớn được đâu. Đấy, tầm này mà các bác cứ phun này, một là nó tầm này là nó phải ra nhá, rỉ sắt nó phải ra tầm này, với lại mắt cua nó phải ra tầm này, nó phải phun nó phải ra. Nếu mà phun các bác phun không ra đấy thì là tầm này nó lớn xong là nó mới ra ấy, quả vào cùi xong nó mới ra ấy, thì lúc đấy phun rất khó nhá cả nhà, nó sẽ bị nứt quả đấy. Đấy, quả nó bị nặng, quả nó không lớn được, không lớn nổi. Đây quả gió đập đây, quả này quả gió đập, nó lại không có, à có đây đây, nhưng mà nó khỏi rồi. Đấy, gió đập mà nó lại bén, có lại rỉ sắt này mà không khỏi nó thì thôi rồi, nhưng mà quả này nó khỏi rồi nhá. Đấy, có lại rỉ sắt này nó bị vườn của em nó từng từng quả rồi. Nếu mà 100 quả nó chắc may có quả, nếu mà một túm vải của em ấy thì sau này nó chỉ rơi vào khoảng là tầm 3 4 quả thôi, một túm vải chắc nó cũng chỉ có 3 4 quả thôi, nó không có nhiều rỉ sắt đấy. Cả quả ok rồi, tầm này em nhìn thấy sạch rồi, ok rồi nhá cả nhà nhá. Đấy, em cũng lên là làm video hướng dẫn anh em phun thuốc vậy thôi. Rồi em chào cả nhà nhá. Cả nhà vào xem nhớ đăng ký ủng hộ em xin cảm ơn. Thì bác nào mà xem đăng ký rồi bác ấn like ấn chuông để bài của em nó lan tỏa cho anh em nhá. Anh em xem sau nữa mình cùng trao dồi kinh nghiệm học hỏi để làm vườn, làm quả vải nó thế nào nó đẹp, bán được giá. Rồi em chào cả nhà.